Xin chào các bạn, tiếp tục với cái chuyên đề về tạo những cái hình ảnh avatar hoặc là những cái hình ảnh độc đáo cho Facebook và cho những cái kênh mạng xã hội. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để tạo ra một hình ảnh 3D cho Facebook. Và đây là cái kết quả sau khi mà các bạn làm xong hình ảnh và post lên Facebook thì nó sẽ như thế này. Đây, rồi nó giống như một hình ảnh 3D. Các bạn thể làm cho hình nó lắc qua lắc lại như thế này nè, giống như một khung cảnh 3D hoặc là giống như cái khung cảnh mà các bạn quay 360 độ ở những cái điện thoại đời mới hiện nay. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn thể làm được cái khung cảnh và cái cảnh 3D như thế này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào một website có tên gọi là ephoto360.com như thế này, và chúng ta sẽ chọn cho mình cái mục là tạo ảnh 3D cho Facebook. Khi mà các bạn đã nhập vào đây rồi thì nó sẽ có một số hướng dẫn cho các bạn ở đây. Thì các bạn sẽ xem mình thao tác và không cần đọc những thông tin này các bạn nhé. Thì đây chính là cái hiệu ứng 3D mà sau khi mà các bạn tạo thành, và giống như cái bản demo mà mình vừa cho các bạn xem. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình một cái hình ảnh, và cái hình ảnh đó chính là cái hình ảnh mà nằm trong cái khuôn khổ của cái điện thoại như thế này. Do đó mà các bạn có thể chọn cho mình một cái hình ảnh đẹp nhất nhé. Và cái hình ảnh này phải là một cái hình ảnh đứng như thế này, nó giống như cái hình ảnh demo mà các bạn xem, và cố gắng là có thể chụp hết người hoặc là từ 1/3 người đổ lên, nghĩa là từ cái đầu gối đổ lên để cho nó hiển thị đẹp trên cái khung hình điện thoại này các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là chọn ảnh, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái ảnh để mà upload lên. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ brown này. Đây, thì các bạn thể chọn cho mình một cái ảnh nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn một ảnh mới, mình sẽ chọn một cái hình ảnh như thế này. Sau đó thì các bạn chọn open. Chúng ta chờ một vài giây cho tấm hình nó upload lên. Nếu các bạn gặp cái trường hợp này, có nghĩa là cái hình mà chúng ta đã là cái hình người đứng đúng rồi, nhưng mà khi mà đưa vào thì nó hiểu ra là một tấm hình ngang thế này và nó không lấy được cái hình người, thì các bạn sẽ xử lý cái hình này như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở tấm hình lên như thế này, và các bạn sẽ crop đi cho mình. Các bạn sẽ cắt cho mình cái tấm hình này sao cho nó ngắn lại một chút nha. Ở đây thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn có thể dùng bất kỳ một phần mềm nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ cắt ngắn lại như thế này đó. Cắt ngắn lại nha. Đấy. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ lưu lại. Đây mình sẽ lưu là tấm hình hình người đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ post lại cho các bạn xem. Rồi mình sẽ hủy đi nha, hủy đi và mình sẽ post lại. Sau đó mình sẽ tìm lại tấm hình nha. Tấm hình là hình người đẹp nè. Bây giờ mình sẽ post lên. Thì các bạn thấy là nó đã nhận ra được cái tấm hình. Cái mấu chốt ở đây là tấm hình của bạn nó không theo có được cái hình cái chiều hình chữ nhật đó, thì có thể là nó nhận ra sai nha. Thì các bạn có thể là nếu các bạn vẫn muốn dùng tấm hình đó thì các bạn có thể dùng cái mẹo mà mình vừa làm. Thì ở đây thì nó mặc định cho chúng ta có cái khung như thế này. Đây, và cái khung này không thể chỉnh sửa tăng thêm được nha các bạn. Các bạn có thể là cho nó nhỏ lại như thế này. Còn cái việc tăng lên thì nó đã hết cỡ rồi nha. Các bạn có thể là tăng như thế này là hết cỡ rồi, và nó để đảm bảo cho nó nằm trong cái khung điện thoại thì nó đã quy định cái kích cỡ này rồi. Các bạn chỉ có thể là chỉnh qua chỉnh lại hoặc là làm cho nó nhỏ thêm mà thôi. Thì sau khi mà các bạn đã chọn được cái chủ thể đúng rồi thì chúng ta sẽ chọn là crop, và sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục là tạo ảnh, thì các bạn sẽ tạo ra được một tấm hình như thế này. Và bây giờ thì các bạn sẽ tải cho mình cái tấm hình 1 và tấm hình 2 xuống. Các bạn sẽ nhấp vào tải 1 và tải 2 thì các bạn sẽ được hai tấm hình. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đăng cái tấm hình này lên Facebook như thế nào để cho nó có thể hiển thị được cái chế độ 3D. Thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ vào Facebook. Vào Facebook nha, và các bạn sẽ đánh cái dòng chữ vào đây. Mình sẽ đánh hình 3D nha. Rồi, các bạn sẽ tải tấm hình lên. Thì cái mấu chốt để tạo được tấm hình 3D thì các bạn sẽ tải hai cái file này lên cho mình nha. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ tải hai file lên. Còn nếu các bạn tải một file lên thì nó chỉ là một tấm hình bình thường mà thôi, không phải là hình dạng 3D các bạn nha. Chúng ta sẽ tải hai cái hình này lên. Và nếu các bạn để ý thì cái hai cái hình này thì nó đều giống nhau về cái cách đặt tên nha. Nó chỉ khác cái phần mở rộng là nó thêm cái chữ là dev nha, dev. Nếu các bạn muốn đổi tên thì các bạn cũng tuân thủ theo cái nguyên tắc này nha. Rồi mình sẽ tải hai tấm hình này lên. Và khi mà các bạn tạo lên thì các bạn sẽ thấy một hiện tượng đây, nó đang tạo cho các bạn một tấm hình 3D. Do vậy mà mấu chốt là các bạn phải tải đúng hai cái tấm hình này lên thì các bạn mới tạo được một tấm hình 3D trên Facebook. Đó, nó sẽ như thế này nha. Còn nếu các bạn tải một hình thôi thì nó sẽ không có cái hiệu ứng 3D như thế này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ ấn là chia sẻ. Rồi khi mà người xem họ vào thì họ có thể là lắc chuột qua lắc chuột lại để xem cái tấm hình này theo cái phong cách 3D.
Rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo tấm hình 3D ở trên Facebook, và các bạn nhớ cái mấu chốt cho mình nha, là tải hai tấm hình này lên Facebook, và nhớ là nếu có tình trạng tấm hình của các bạn nó không đúng được cái chủ thể thì các bạn có thể là dùng một cái mẹo nhỏ bằng cách là crop lại cái tấm hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái cách để làm ra những tấm hình khác thật là độc đáo, thật là đẹp mắt để mà đăng lên Facebook và đăng lên những cái trang mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau, và nhớ là đăng ký kênh Nguyễn Xuân Ngọc để chúng ta tiếp tục tương tác với nhau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.